Rồi, chào anh em nha. Bữa nay mình mới làm cái bô cho 66 nè, bô nổ nè. Đây. Tại vì cái giờ cái nghe tin 66 không. Giờ bô mới giờ là 900 ngàn à. Mà cái nó mỏng quá, xài vài bữa là nó hư à. Còn mua bô cũ giờ cũng tầm khoảng 300-400 gì đó. Bô cũ ở nhiều chỗ thì bán 300-400 cũng có, 200 cũng có, nhưng mà đa số thì xấu ha. Thì bữa nay em làm cái bô bằng điện nóc nè, làm hai hộc xả ha, hai hộc xả này, làm bầu gió màu hơi, bầu chứa hơi nè, cho nó giảm đỡ âm thanh lại ha. Thì trong đó mình làm cống tiêu tục lỗ cho nó giảm nhẹ nhỏ lại. Đây toàn bộ inox. Thì làm cái bô này thì rơi tầm khoảng chừng công cán này kia nọ thì rơi tầm chừng 400 mà. 400 cái bô này. Nhưng mà xài thiên thu luôn. Inox mà. Biết nào mà hư nó. À, xài hổm dài 3 ngày rồi, thử cũng 3 ngày đó. Bắt đầu lên màu titan ha. Inox lên màu titan nè. Rồi để xíu em quay video nghe âm thanh của nó ha. Nghe cũng được lắm. Đây là chơi đang cưa cái lô sờ cừ nè. Đó. Để xíu cắt góc với cắt củi cho anh em nghe ha, nghe cái âm thanh nó ha.